Tranh cãi top 5 sao nam đẹp trai nhất Trung Quốc, Công Tuấn so kè với Dương Dương, một sao nam từng bị chê xấu bất ngờ lọt top. Bên cạnh Dương Dương, nhiều người bày tỏ sự thắc mắc khi nhiều ngôi sao sở hữu vị rùa xuất sắc của showbiz sở chung như Lý Dịch Phong, Lộc Hàm, Tiêu Chiến, Vương Nhật Bắc hoàn toàn mất hút. Trang 163 ngày 3 tháng 9 có bài viết gây tranh cãi mạng xã hội khi công bố top 5 ngôi sao điển trai nhất làng giải trí sở chung. Chủ đề hot này ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng, tuy nhiên đây cũng trở thành đề tài gây tranh cãi. Có bình luận cho rằng ngoài cái tên đạt được hạng nhất, tất cả các ngôi sao khác chưa được đánh giá đủ ấn tượng để lọt top. Không chỉ vậy, những mỹ nam đình đám của showbiz từ sở chung từ trước đời nay như Lý Dịch Phong, Lộc Hàm, Tiêu Chiến, Vương Nhật Bắc lại hoàn toàn vắng mặt. Top 5 sao nam đẹp trai nhất Trung Quốc như sau. Vị trí thứ 5, Chu Nhất Long. Đứng ở vị trí thứ 5 trong top 5 minh tinh đẹp trai nhất sở chung là thầy thẩm của Trấn Hồn. Những năm qua, Chu Nhất Long gặt hái được rất nhiều thành công trong lĩnh vực phim ảnh. Tuy nhiên, nhan sắc của anh là vấn đề gây tranh cãi rất nhiều trên mạng xã hội. Nam diễn viên từng bị liệt vào danh sách một trong 4 ngôi sao xấu trai nhất showbiz, cùng hàng với Đặng Luân, Kim Hạm, Trương Nhược Quân. Nhậm Gia Luân. Nhậm Gia Luân không còn là cái tên xa lạ của làng giải trí sở chung, hoạt động trong showbiz 10 năm trời, cựu vận động viên bóng bàn gây được ấn tượng trong việc lấn sân sang lĩnh vực ca hát và diễn xuất, gây dấu ấn với loạt phim như Thanh Vân Chí, Long Châu Truyền Kỳ. Sở hữu nhan sắc khá điển trai và nam tính, song Nhậm Gia Luân vẫn chưa thực sự là nhân vật được Cnet đánh giá cao khi lọt vào top minh tinh đẹp trai nhất Trung Quốc này. Thứ 3, Công Tuấn. Vừa nổi danh từ Sơn Hà Lệnh chỉ trong một đêm, Công Tuấn từ sao hạng C cực flop trở thành ngôi sao hạng A được làng giải trí săn đón. Nhiều người cho rằng nam diễn viên sở hữu góc nghiêng đốn tim với sống mũi cao vút, gương mặt thanh tú toát lên đậm chất thư sinh. Hứa Khải. Trở thành mỹ nam hạng A nhờ vai diễn hot boy Tử Cấm Thành trong Diên Hy Công Lược, Hứa Khải khiến hội chị em xỉu áp xỉu đao bởi gương mặt bad boy, nghịch ngợm và cực kỳ đẹp trai. Tuy nhiên, vị trí thứ 2 trong danh sách này khiến nhiều người cảm thấy vô lý. Độ nổi tiếng và nét đẹp của anh chàng hoàn toàn kém so với Lý Dịch Phong hoặc Lộc Hàm. Hạng 1, Dương Dương. Đứng ở vị trí top 1 trong danh sách minh tinh đẹp trai nhất xứ Trung chính là Dương Dương. Chàng Tiêu Nại nhận được nhiều bình luận đồng tình về việc anh xứng đáng đứng ở vị trí cao nhất trong danh sách này. Sở hữu gương mặt hoàn hảo, các đường nét hài hòa, toát lên sự nam tính nhưng không kém phần dễ thương. Mỹ nam họ Dương được coi là một trong những ngôi sao nam hot nhất Trung Quốc hiện nay. Vậy bạn thấy sao về danh sách những top sao nam đẹp trai nhất Trung Quốc này? Hãy comment ý kiến của bạn ở phía dưới video cho chúng tôi biết nhé! Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!